thế giới động vật hoang dã, cạnh tranh sinh tồn diễn ra từng giây, từng phút. Chỉ cần mất cảnh giác, sơ ý, tất cả mọi loài động vật đều có nguy cơ trở thành vật thế thân trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Không chỉ có vậy, các cuộc chiến còn diễn ra ngay cả trong hệ thống các loài cùng hòm với nhau. Vì miếng ăn, sự sống, tất cả đều sẵn sàng từ bỏ dòng máu anh em của mình để xuống tay không một chút thương tiếc. Linh cẩu tàn độc hành hạ man dợ đồng loại dưới nước. Với kích thước tương đối lớn, có nguồn gốc từ châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ, hai chi trước dài và khỏe hơn hai chi sau, hàm răng chắc khỏe và có khả năng xé thịt rất dai, linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn. Linh cẩu vốn nổi tiếng trong thế giới tự nhiên là những kẻ danh ma, quỷ quyệt và máu lạnh. Chúng có thể sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí là sử dụng tất cả những thủ đoạn đó với đồng loại của chính mình. Với sự phân chia vai vế nghiêm ngặt trong tổ chức xã hội, những con linh cẩu có vai vế thấp sẽ bị những con linh cẩu có vai vế cao hơn bắt nạt và không thể kháng cự. Hai con linh cẩu đang có một trận ẩu đả kịch liệt dưới nước. Một con đang cố gắng dìm chết đồng loại của nó dưới nước một cách tàn độc. Rất may là con linh cẩu yếu thế này vẫn có thể tiếp tục sống sau trận chiến nhớ đời của nó. Vị vua già bị sư tử trẻ khiêu chiến, cuộc đấu đẫm máu quyết định ngai vàng. Trong một bầy sư tử bao giờ cũng có một con sư tử đực đầu đàn. Nó có trách nhiệm bảo vệ cả bầy của mình trước những con sư tử đực khác, vì những con sư tử này sẽ giết chết các con non nếu nó chiếm được bầy. Do đó, công việc của chúng là vô cùng nặng nề vì có thể phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Một con sư tử già đã bị một con sư tử trẻ tuổi khiêu chiến, và với sự tôn nghiêm của một vị vua, nó không cho phép mình khước từ. Đáng tiếc, kẻ tới là một con sư tử dũng mãnh và tràn đầy sức mạnh của tuổi trẻ, còn nó là một con sư tử già đã trải qua vô vàn cuộc chiến khiến sức lực bị bào mòn. Do đó, nó đã bị thua cuộc với vết thương nặng cũng như mất đi bầy của mình. Hai con báo được đánh nhau chí tử để tranh giành sủng ái của con cái. Cuộc chiến lần này bắt đầu bằng cảnh hai con báo được vật lộn tranh giành phần thắng để giành quyền giao phối với báo hoa mai cái. Thực tế, rất hiếm gặp ba con báo trưởng thành ở cùng một chỗ. Sự hiện diện của báo cái đang kỳ động dục và hai con báo được lớn tranh quyền giao phối tạo nên cảnh tượng khó quên. Rõ ràng, không con báo được nào chịu nhường cơ hội cho tình địch. Đôi báo được thăm dò lẫn nhau, chúng bắt đầu chạy song song cạnh nhau, sau đó trận chiến nổ ra. Hai con vật quét sau bụi cỏ rậm và khi xuất hiện trở lại, chúng đang mải miết tấn công đối phương bằng bộ răng và móng vuốt. Con báo được trẻ hơn ghi đầu và cổ tình địch xuống đất. Trong khi đó, con còn lại cào loạn xạ, cố gắng thoát khỏi kẻ thù. Báo cái tiến tới xem xét tình hình và chen vào giữa trận chiến. Nó cắn vào gáy báo được trẻ tuổi. Bị tấn công bất ngờ, con báo được giật bắn vội thả tình địch ra và lao lên chỗ trú an toàn trên một cây xúc xích gần đó. Con báo được lớn tuổi bị chảy sức nhẹ và mất phương hướng. Nó đánh dấu mùi và nằm nghỉ dưới bóng râm, chậm rãi liếm láp để làm sạch vết thương. Báo cái đảo qua để xem xét tình hình và biến mất về phía lòng sông để tìm kẻ chiến thắng trong trận chiến. Cá sấu tung đòn vạn xoắn tử thần với chính đồng loại. Những con cá sấu đang được các du khách cho ăn. Tuy nhiên, một con cá sấu đã tấn công luôn đồng loại của mình khi bị giành mất thức ăn. Nó cắn chặt vào đuôi của đối thủ rồi tung cú vặn xoắn tử thần trừ danh. Cá sấu tuy có hàm răng sắc nhọn nhưng chúng không có răng nhai, nên chỉ có thể ăn từng tảng thịt lớn thay vì nhai nhỏ thịt ra. Ngoài ra, chân cá sấu khá ngắn nên chúng không thể giữ chặt được con mồi lại để xé thịt. Chính vì vậy, cá sấu phải vặn xoắn cơ thể để xé thịt. Lần này, con cá sấu hung hãn đã tấn công đối phương như thể đó là con mồi. Con cá sấu bị tấn công đã vặn xoắn theo chiều tấn công nên giảm tối đa tổn thương đến cơ thể. Sau đó, cả hai tiếp tục chiến đấu một lúc lâu nữa. Ba máu sáu cơn, rắn cằm nong luộc người anh em song sinh dưới nước. Rắn cằm nong là một trong những loài có nọc độc khủng khiếp vô phương cứu chữa. Nọc độc của loài rắn này chứa độc tố thần kinh, gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt và tử vong sau đó 15 phút. Chúng thường ăn thịt các loài rắn khác. Tập tính này giống như rắn hổ mang và có thể bơi lội rất giỏi, nên ngay cả khi môi trường xung quanh toàn là nước thì chúng vẫn có thể di chuyển một cách linh hoạt, uyển chuyển. Con rắn cằm nong này nhanh chóng nhìn thấy con mồi nhởn nhơ dưới đầm lầy. Nhanh như cắt, rắn cằm nong lao nhanh về phía rắn nước, khiến rắn nước chết cứng chỉ trong vài phút. Đang định kéo nạn nhân của mình đến nơi yên tĩnh để ăn thịt, thế nhưng bữa ăn ngon lành của nó lại bị người anh em song sinh cằm nong nhằm nhẹ tiến tới định nấng tay trên. Người anh đến sau đã đuổi kịp con rắn còn lại rồi cắn vào thân con rắn nước. Cả hai con rắn cằm nong đã có màn giằng co con rắn nước không hề khoan nhượng, xoay tròn dưới nước ngay sau đó. Định bụng luộc luôn người anh song sinh nhưng bất thành. Cuối cùng con rắn em yếu đuối đành phải bỏ đi.
Dương Tấm đánh nhau tòa cả Nhung, chảy máu đầm đìa vẫn không ngừng. Nai Dương Tấm Âu là loài lớn nhất còn tồn tại thuộc họ hươu nai, với đặc điểm nổi bật giúp phân biệt với các loài hươu nai khác là bộ gạc hình dạng chân màng của con đực. Đây cũng là vũ khí lợi hại nhất của loài nai Dương Tấm. Chúng thường sử dụng bộ gạc để chống lại các kẻ thù ăn thịt như sói, gấu và thậm chí là các con đực khác khi tranh giành quyền giao phối với con cái vào mỗi mùa sinh sản, mùa thu. Gạc hươu được trưởng thành có kích thước khoảng 1,2 cho đến 1,5 mét. Vào mùa sinh sản, lượng nồng độ hormone cao dẫn đến sự hăng máu và thất thường trong tinh khí của con hươu đực. Những con hươu sẽ lao vào các cuộc chiến một cách hung hăng và hiếu chiến. Ngay cả khi phần nhung bị rách toạc và chảy máu, thì cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục đến khi một kẻ phải đầu hàng. Rắn nâu hung hăng cắn vỡ sọ rắn hổ rồi nuốt chừng sau trận tử chiến. Rắn nâu nổi tiếng là một loài rắn kịch độc sống phần lớn tại khu vực gần bờ biển Úc. Răng nanh của chúng tiết ra lượng độc có khả năng hủy hoại tế bào thần kinh và làm đông máu nạn nhân. Loài rắn này được mệnh danh là sát thủ máu lạnh nhất ở Úc. Cuộc chiến lần này do một cư dân ở vùng Nam Midland, bang Victoria, Australia ghi lại. Có thể thấy, sau một hồi giao chiến ác liệt, hai con rắn độc đang quấn chặt lấy nhau. Khi giành thế thượng phong, con rắn nâu hung hăng dùng răng nanh cắn vào sọ con rắn hổ để nó không thể phản đòn. Ngay sau khi giành phần thắng trong trận tử chiến, con rắn nâu đã nỗ lực ăn thịt con mồi. Tuy nhiên, nó đã phải bỏ cuộc vì xác con rắn hổ quá lớn. Rắn biển cắn cổ đồng loại lơ đi trong sự ngỡ ngàng của thợ lặn. Rắn biển là một nhóm rắn có nòng độc sinh sống trong môi trường biển hay sinh sống phần lớn thời gian trong môi trường biển. Mặc dù chúng đã tiến hóa từ tổ tiên sống trên mặt đất, rắn biển được tìm thấy trong vùng nước ấm ven biển từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Thoạt đầu, con rắn biển tiếp cận đồng loại của nó rất nhẹ nhàng. Nó kiểm tra xung quanh như muốn ve vãn, tán tỉnh đối phương. Nhưng hành động bất ngờ sau đó đã khiến người thợ lặn có mặt tại hiện trường ngỡ ngàng. Nó lao đến cắn vào cổ đối phương, rồi lôi lên khỏi bùn. Không rõ nó sẽ làm gì tiếp theo với nạn nhân, nhưng chỉ với những hành động như vậy thôi đã khiến cho người chứng kiến ngỡ ngàng. Quả là tốt tim phải không các bạn? Cảm ơn các bạn khán giả đã xem hết video. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ với chúng mình qua những bình luận phía bên dưới nhé! Hy vọng là các bạn đã có những giây phút hồi hộp và thú vị. Các bạn đừng ngần ngại bấm like và subscribe để theo dõi thêm nhiều những điều hay và thú vị hơn. Ngoài ra thì hãy nhớ bấm nút chuông để mà nhận được thông báo nhanh nhất từ channel của chúng mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!